Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Mà anh ấy nhậu rồi thì lúc đấy anh ấy khá là bất cần, giận nhau chẳng hạn, thì anh ấy sẽ luôn là người kệ em như thế là không được, kệ em không được như thế này như thế kia. Mặc dù tính em thì rất là nóng, nên là về sau rồi em cứ kiểu phải nhịn dần. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ. Vâng. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em chào anh chị và chào tất cả các bạn đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, em là Nam, năm nay em 33 tuổi. Công việc của Nam là gì? Dạ, em đang làm về tài chính cho một công ty vận tải. Em đang sinh sống ở đâu Nam? Em mới chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn được 6 tháng. Rồi còn em? Dạ, em là Giang. Và mọi người hay gọi em là Hana Giang Anh. Em là huấn luyện viên thể thao và là fitness influencer. Bây giờ mời hai em có thể nói cho, kể cho chương trình biết là hai em quen nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau ở đâu. Đầu tiên là bọn em gặp nhau ở trên quán bar đang nhảy sập sình này. Thì va phải nhau. Hôm đấy lại rất tình cờ, bởi vì cái đợt đấy công việc em hơi bận, ra rất lâu không đi chơi. Em ngồi lên đấy thì vợ em lại quen một người bạn trong hội mà lại đang đi một đội khác. Thế là đi qua thấy chỗ em vui hơn, thế là sang đây chơi luôn. Anh ấy lúc đấy có xin số điện thoại của em. Xong rồi em bảo là không, lấy làm gì. Thôi em nhảy tiếp, nhảy này. Rồi. Lúc đó em ấn tượng gì với bạn này? Chứ còn chị gặp vợ em đó là chị ấn tượng liền. Đó, đúng rồi vậy. Em ấn tượng lúc đầu là rất là vui tính, hòa đồng và cá tính. Đúng cái phong cách con gái em thích. Nhưng mà em xin số lần thứ 3 mới cho. Sao đến vậy? Lúc đi về rồi mới cho. Tại vì mục đích của em không phải là để làm quen. Em không có nhu cầu làm quen vào thời điểm đấy. Lúc đó là bọn em mới chuyển đi ra một cái quán khác để chơi. Thế là sẽ ngồi xuống để chơi. Bọn em chơi trò win, quản tù tì, xem là ai thắng sẽ được hôn người thua. Và lúc đấy là tự nhiên là anh hôn em. Thế xong em thấy là hôn được đấy, thế em cho số điện thoại. Hôn đâu mà được vậy? Hôn miệng chứ à, chứ hôn đâu à. Tại sao nó khá là vui với cái nụ hôn của anh này? Vì em thấy nó vừa vặn. Vâng. Nó không có gì nó quá cả, nó là một cái gì đấy nó rất là vừa vặn. Thế là em ấn tượng luôn. Em cho số xem như nào. Cô này thì cô thấy vừa vặn, nhưng mà em thì em thấy thì sao? Em thì là người có chủ định, vì trò đấy là em nghĩ ra. Em là thành người ra là hả? Cảm giác của em là cảm giác chiến thắng thôi. Vậy là em tiếp tục con đường chinh phục của em với vợ em sau cái đêm đó. Đó. Hôm sau em có qua hẹn đi uống cà phê. Xong rồi hôm sau lại hẹn tiếp. Thì vợ em lúc đấy mới bảo là em là người tập trung vào công việc. Em chưa bao giờ quen anh nào mà cứ gặp nhau liên tục đâu. Thế là bọn em gặp nhau liền 3 tháng luôn, không nghỉ ngày nào. Nhưng mà trong 3 tháng đó em thấy anh này á, anh sao? Đối với em nó giống như là một cái gì đấy nó phù hợp và nó cứ cuốn đi ạ. Em cảm giác như là anh này có những cái thứ mà em thích và cần. Ví dụ như là trông em cá tính này thôi, nhưng thực ra em lại là một người có yêu cầu một cái sự truyền thống nhưng mà lại phải phá cách. Tức là em không thích các cái bạn có cùng độ tuổi, đồng trang lứa với em. Anh này hơn em 6 tuổi thì là một cái độ tuổi em cảm thấy là đủ trưởng thành để có nhiều cái khiến mình có thể khám phá. Và ngoài ra thì anh ấy làm trong một môi trường rất khác em, là môi trường nhà nước. Nên anh ấy sẽ chững chạc và già dặn, có những cái có thể lít được mình. Nhưng ngoài ra thì anh ấy lại rất là ham chơi, anh có những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Nên là em cảm giác anh rất là thú vị. Nên là em theo thôi. Nói chung là hai người nó như làm khác ngành nghề nhau, cho nên là gặp nhau là đúng rồi, đúng không? Ai nhìn em cũng bảo là tại sao người yêu của mày phải là một anh 6 múi. Tại vì em làm huấn luyện viên mà. Phải là một anh 6 múi to. Đúng rồi. Chứ sao lại yêu anh như thế này, ai cũng thắc mắc hết à? Đúng rồi. Nhưng mà anh có dạn dĩ không? Dạn dĩ lắm chứ ạ. Nếu không dạn dĩ thì em nói thật là không thể yêu được em luôn. Đó. Ví dụ. Trong những cái chuyện như là anh có dám đề cập ngay và liền không? Dạ không, sẽ là một người mà mang tính chất là lãnh đạo nhưng mà lại tinh tế chứ không thô thiển. Nên là người ta sẽ không đề cập ngay tất cả những cái chuyện như là hôn, là em chờ mãi để được hôn. Nhưng mà phải có khi phải một tháng mới được hôn, em không nhớ nữa, nhưng mà em nhớ là nó rất lâu. Luôn luôn là như thế, luôn luôn để em phải cảm thấy là phải chờ. Cái đó là chiến thuật của em hả hay sao?
Em thấy nó vừa là chiến thuật mà vừa là kinh nghiệm nữa. Em nhận ra là ví dụ vợ em rất là cá tính và mà lại nhanh chán nữa. Có những người đi chơi vài lần kể cho em nghe thấy chán, em bảo không được, mình mà cái gì cũng dễ có quá thì chả mấy mà chán. Nên là ta cứ để dành đó đúng không? Rồi sau đó tình cảm của các em nó phát triển như thế nào? Bao lâu thì hai đứa mới có những cái chuyến đi chơi xa? Bọn em được khoảng một tháng thì có một chuyến đi đầu tiên là đi đi đâu nhỉ? Đi Nha Trang. À đi Nha Trang. Là đi từ đâu vào Nha Trang? Dạ, bọn em ở Hà Nội mà. Thì đi được khoảng một tuần. Chuyến đi đấy có cái đặc biệt là lần đầu của nhiều thứ. Lần đầu của nhiều thứ. Đâu, chị nghĩ là lần đầu của một thứ thôi chứ sao nhiều thứ. Lần đầu đi chơi này, lần đầu đi chơi chung đúng không? Vâng. Lần đầu ở chung. Lần đầu nằm chung trên một chiếc giường. Lần đầu gối đầu cùng một chiếc gối. Trong cái đêm đó thì anh ấy như thế nào? Anh ấy cũng như cái lần nụ hôn đầu tiên, là anh ấy vừa phải, chẳng có gì quá cả. Nó ở trong cái mức trung bình vừa phải, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Nhưng mà cái vừa phải đó em thích? Em thấy thích được. Nếu mà nó lố lên một chút xíu là liệu em có thích hay không? Em cũng không biết nữa. Tại vì ở trong cái câu chuyện tình dục nó khác. Có thể là với người này thì nó là hợp và vừa, có người kia thì nó lại là mạnh hơn và lôi cuống phóng khoáng, còn có người thì lại là lịch sự, bình tĩnh, chậm rãi. Thì mỗi cái nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm khác nhau. Nên là em cũng không biết là thực sự là mình thích cái gì, em chỉ thấy nó vừa vặn thôi. Nó phù hợp. Với nam, với em là hòa hợp đúng không? Vâng. Với nam thì sao? Cô ấy thế nào? Nói thật đi. Với hôm đấy thì ấn tượng nói em với em thật là nó cũng không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Em nghĩ là đàn ông thì sẽ thích cái chinh phục hơn. Thì hôm đấy là cảm giác của người chinh phục thôi. Để còn cảm nhận sâu hơn thì phải những lần sau. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là sau chuyến đi đó rồi là tình cảm của các em coi như là nó khăng khít hơn. Rồi hai đứa có dọn về ở chung với nhau không? Dạ có. Sau đó bao lâu thì về ở chung? Chắc khoảng một tháng. Nói chung là em lâu ghê cơ, thời gian nó dài dằng dặc ấy. Đúng ra là về là phải gom quần áo nhỉ, ở chung ngay liền là. Lý do của anh ý là trong một hôm, thực ra em cũng không nghĩ em chưa ở chung ngay, bởi vì là mọi thứ nó cứ tự nhiên thôi. Xong rồi một hôm anh ý, em nhớ là anh đang đèo em đi Hồ Tây đúng không? Xong rồi anh bảo là ôi dồi ôi, đường từ nhà anh đến nhà em đi qua Hồ Tây, xong rồi nó xa ơi là xa ấy, mặt trời thì lạnh, đang mùa đông, hay là về ở chung ấy cho đỡ phải đưa đón nhỉ? Giao đãi đó. Em đi thôi, em thấy hợp lý. Về ở chung với nhau thì như thế nào? Về ở chung ạ, em có cái kỷ niệm là đấy là quãng thời gian rất là tuyệt vời. Tại vì anh này, anh ý giúp em rửa bát này, anh ý giúp em, nhà em đưa con chó rất là to 50 cân, mà mỗi một lần mà nó đi vệ sinh thì nó khắp nhà, mà anh ấy giúp em dọn hết. Xong rồi anh ấy giúp em rất nhiều việc, lúc nào cũng làm mọi thứ cùng nhau. Nên em cảm giác nó rất là dễ chịu và thoải mái. Nhưng mà về thì tụi em có bị đục gọi là xung đột với nhau về lý tưởng sống, về quan điểm sống, về cái tính chất công việc, giờ giấc như thế nào không? Chỉ vướng một cái là sau đấy một thời gian thì em phải đi công tác xa. Thời gian đấy vợ em ở nhà một mình thì cũng chắc là cũng buồn. Vì ngày xưa ở chung với bố mẹ thì còn có bố mẹ, chứ còn em đi là đấy đi khoảng 3 tháng. À, lúc đấy là đi công tác lần đầu tiên của anh ý kể từ lúc hai người yêu nhau. Và nó mới đem lại cho em một cái cú sốc là ôi giời ơi, tưởng thế nào, hóa ra mỗi lần đi công tác thì đi luôn 3 tháng. Mà một năm ấy thì đi 3 lần đấy anh chị. Trời ơi. Và đấy là lần đầu tiên. Em rất là sốc. Vâng. Anh ấy cũng hay phải đi tiếp khách nữa. Nên là mỗi một lần mà anh ấy đi tiếp khách thì em đều sốc. Em gọi điện cho anh ấy, tức là anh hẹn là 10 giờ nhưng mà 10 giờ em chưa thấy có mặt. Thế em gọi, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở đường Nguyễn Chí Thanh. Xong rồi em nghi ngờ, em hỏi lại lần nữa, anh đang ở đâu đấy? Anh bảo, anh đang ở Láng Hạ. Xong rồi ngay sau câu đấy luôn. Thế xong rồi em biết ngay rồi, em bảo là thế à? Thế xong rồi anh sẽ, em nói gì mà nhiều thế? Nhưng mà những người mà nói lộn địa chỉ như vậy á, thường là em có nghi ngờ là những người đó là không chân thật không? Lúc đầu thì em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đến thời điểm này là yêu nhau bao lâu rồi nhở? 5 năm à? 5 năm, 6 năm, bây giờ bọn em quá hiểu. Em không còn gì để, em không có một chút nghi ngờ nào hết. Nhưng mà anh thắc mắc nè, khi anh cầu hôn em là như thế nào? Không có cầu hôn anh ạ. Không cầu hôn gì thì sao mà em chấp nhận cưới ông? Anh ấy bảo là đang ở chung thì anh ấy bảo là em này, anh thấy bọn mình ở với nhau ấy, vui nhở. Bây giờ mình cưới nhau thì chả khác gì cả, chỉ có thêm bố thêm mẹ thôi. Thế bây giờ mình cưới đi.
Thế là lúc đấy em không hề có ý định lấy chồng vì em hình như mới chỉ có 23 tuổi à. Em không có ý định lấy chồng. Nhưng mà em nghe em thấy bảo ừ cũng đúng. Nhưng mà để xem đã. Xong em chả hiểu sao cuối cùng cưới nhau nữa. Em chắc... bị lừa. Xong cuối cùng là cái đám cưới. Đúng không? Vâng. Em cũng lên kế hoạch dần 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 dần. Như vậy thì sau lúc mà tụi em bắt đầu dọn về sống sống chung với nhau rồi á thì là những cái tật xấu như thế nào là bắt đầu lòi ra? Hay là không có tật xấu? Có chứ ạ, con người ai chả có tật xấu. Nhưng mà đến lúc mà cưới xong rồi đúng là nó vẫn khác sống thử đấy ạ. Đây là cái này phải cảnh báo các bạn gái. Lúc mà sống thử thì rõ ràng anh ấy rất là thích rửa bát, anh làm mọi thứ cùng em. Nhưng bắt đầu là cưới nhau rồi, không, anh không rửa bát nữa đâu. Anh mệt lắm, để anh gọi dọn nhà cho em nhá. Anh ấy chỉ còn đi đổ rác và giặt quần áo thôi. Nghĩa là vợ nó bớt dần, bớt dần. Bớt dần, bớt dần. Ví dụ như là anh ấy rất là bừa, anh ấy thích cởi quần ra xong rồi là để nguyên cái quần ở trên sàn là hình số 8 đó. Vâng, nó giống như thế. Rất là kinh. Rồi em đi nhặt. Em đi nhặt. Xong rồi anh ấy còn hay vứt quần cởi ra, anh ấy vứt, anh ấy rúi ở trong một cái chỗ nào đấy. Xong rồi em bảo là đây không phải chỗ để quần. Anh ấy bảo là không để đấy thì để đâu. Xong rồi em bảo là cất vào trong tủ đi. Không, anh để đấy để mai anh mặc tiếp. Xong rồi nó cứ dần nhiều lên, 2 quần xong lại 3 quần, 4 quần anh ấy rúi ở trong góc nhà. Bây giờ còn không? Vẫn thế ạ. Thứ nhất là bừa bộn nè, rồi thứ hai là gì? Thứ hai thì vẫn là những câu chuyện khi đi đi chơi của anh ấy. Lúc mà anh ấy nhậu rồi thì lúc đấy anh ấy khá là bất cần. Ví dụ trong những lúc mà bọn em giận nhau chẳng hạn thì anh ấy sẽ luôn là người kệ, kệ em. Em như thế là không được, kệ em không được như thế này như thế kia. Mặc dù tính em thì rất là nóng nên là về sau rồi em cứ kiểu phải nhịn dần. Trong cái chuyện mà trả bài này nọ nữa, anh ấy có nhiệt tình không? Bây sau giờ... khi cưới xong, sau khi cưới xong. Hey. Chồng em cũng vẫn đều đặn nhưng mà em nghĩ là mức độ nhiệt tình thì ở mức độ ví dụ đây là khá, vừa, tốt, rất khá, xuất sắc thì anh sẽ ở mức vừa. Mà em không muốn anh ở mức độ nào? Em nghĩ là ở mức độ cao hơn một mức là vừa. Cao hơn một mức nữa. Anh đang ở trung bình thôi đúng không? Vâng. Anh phải lên cái khá. Dù sao thì đấy là mong muốn của em thôi nhưng mà bọn em vẫn hòa hợp và chấp nhận tại vì em hiểu là không phải ai lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái nhất để người ta có thể phục vụ 24/7. Những lúc như vậy thì em sẽ giải tỏa bằng cách nào? Đó. Thì em sẽ có cách giải tỏa riêng của em. Em sẽ tự giải tỏa thôi. Em cảm thấy đấy là nhu cầu của em thì em cũng tự có trách nhiệm với nó chứ em không gánh để hết bắt trên vai. Bắt anh gánh. Vâng. Rồi. Nhưng mà em thì tập thể gọi là một huấn luyện viên. Vâng. Đúng không? Em có huấn luyện chồng em tập thể thao không? Tí ngọt cũng ngon lành lắm rồi, chắc có tập nhiều không? Đấy nhá, em cảm ơn chị đã khen chồng em. Anh ấy luôn tự tin là bụng anh ấy bé nhất ở công ty. Nhưng mà là em có tập không? Em có. Ngày hồi mới quen nhau thì em chưa tập. Nhưng mà đợt về sau các em hồi đấy hay đưa vợ đi làm. Mình mua thẻ mình vào đây mình tập luôn. Từ đấy mới bắt đầu đi tập. Đúng. Nhưng mà có yêu cầu PT này huấn luyện cho mình không? PT này huấn luyện em được vài lần. Cả huấn luyện bạn em nữa. Nhưng mà ai cũng sợ. Khó lắm mà. Em kinh lắm ạ. Bạn em kêu là nghĩ ra những cái bài tập mà tập xong không ai muốn tập tiếp nữa. Em thấy anh tập được không? Anh nên tập ạ. Khó lắm đúng không? Đó. Thôi bây giờ tới em đó. Nói cho anh biết coi cô ấy có tật xấu gì không? Kể ra cái tính xấu của vợ em thì khá là nhiều. Bởi vì vợ em có một điểm là vô tâm và không để ý những cái xung quanh ấy. Tức là mình bận rộn thì mình cứ làm việc của mình thôi. Còn tất cả những cái xung quanh như kiểu đồ đạc, nhà cửa hay là chồng như nào thì lúc mình bận là mình cứ để sau hết, ưu tiên công việc trước. Ví dụ như có lần mà em cất giặt đồ xong rồi mang vào cất thì em chỉ gấp quần áo của em thôi. Còn quần áo của vợ em không biết cất đâu thì em cứ để đấy. Thế là sau 3 lần thì nó đầy hết cả giường. Thế là em bảo là thôi mình sang phòng con ngủ. Quần áo cứ để đấy, cuối cùng sau 2 tuần lúc đấy phải cãi nhau. Hôm đấy về cãi nhau đúng không? Vậy hả? Vâng. Rồi tính tình cô ấy thì sao? Có yểu điệu thục nữ hay là mưa nắng thất thường không? Tính tình thì anh dùng từ mưa nắng thất thường là còn chưa diễn tả được hết đấy. Có một hôm đi mua cái áo mới cho em, bảo là áo này đẹp lắm, anh mặc đẹp lắm. Thế là em về em mặc một lần cho em mang đi giặt. Xong lần thứ hai mặc lại bảo sao anh lấy đâu ra cái áo xấu này. Em cũng không biết quên mình luôn như thế. Quên luôn là mình mua cho chồng. Nó nói là anh quên đó. Nhưng mà cô ấy có phải là người nóng tính không? Ngày xưa thì khá là nóng tính.
có một lần lần đầu em cãi nhau lần lớn nhất ấy, xong rồi nói với em là thôi bây giờ em không chịu nữa, chia tay đi. Thế là em mới bảo ừ chia tay rồi thôi, xong rồi em đi chơi. Thế là hôm sau thấy gọi cho em bảo ơ anh không qua đón em à, em bảo là chia tay rồi đón gì nữa à? Em nói đùa mà anh cũng tin à? Không phải em nói đùa mà em nói thế mà anh cũng chia tay em à. Từ đấy em mới bảo là anh người lớn rồi, anh không có kiểu chia tay trẻ con thế đâu. Thế là cũng đỡ dần. Rồi còn gì nữa không nè? Còn gì nhỉ? Ví dụ như là những lần phải kể đến để em tự kệ tính xấu của em cho anh là em đập điện thoại chẳng hạn. Nóng tính đó, nóng tính đập điện thoại đúng không? Nhưng mà đập cả laptop, em đập laptop chưa em nhỉ? Mấy cái tính đấy thì em cũng gọi là cũng điều trị được. Một lần đập điện thoại của em xong rồi hôm sau phải đưa em đi mua điện thoại. Là tốn tiền. Thế là bây giờ là không dám đập nữa. Em điện thoại em cũng cũ rồi, mấy lần gây sự mà không thấy mang đi đập. Giờ mỗi lần cũng mong đập lắm để mua cái mới. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì cũng luôn phát triển về tư duy, về cách suy nghĩ thì trưởng thành hơn từng ngày. Em mong vợ em là biết lắng nghe hơn. Đúng là chồng em cũng ít khi nói cái này, chưa bao giờ em cũng không biết là em biết là cái điểm yếu của em là lắng nghe, nên là nhưng mà em chưa bao giờ biết là chồng em cần điều đấy cả. Nên là nó chỉ có cái chương trình này nó mới có một cái hạng mục gọi là mong muốn thay đổi một cách cực kỳ nghiêm túc, cho nên đây là cơ hội. Đó, giờ tới em. Ôi rồi mong muốn mãnh liệt luôn chứ không nhẹ nhàng như anh đâu. Đấy là em, mặc dù em biết là em rất thích cho chồng em được thoải mái, nhưng mà đôi khi em rất muốn là chồng em đầu tư hơn vào cái thời gian lãng mạn dành cho em. Tại vì em rất thích điều đấy, và đối với em thì nó là một cái ngọn lửa nuôi dưỡng tình yêu của em với anh ấy. Sao em cảm nhận cái mong muốn của vợ sao? Em thấy điều đó là chính xác không? Là em, đúng không? Em thấy chính xác. Em cũng sẽ chuẩn bị một lời hứa. Anh biết là em luôn muốn là có một chuyến đi du lịch chung của hai vợ chồng. Nhưng mà do điều kiện công việc của anh thì chưa thể sắp xếp được. Nhưng mà chắc chắn là một ngày kỷ niệm quan trọng của chúng ta trong năm nay. Rồi còn gì nữa không? còn hành nữa. Động gì? Em anh cũng đứng lên tiếp nhận liền quyền lợi của mình. Vâng, tiếp nhận quyền lợi mà. Nhận nào? Anh chắc chắn là sẽ có món quà đặc biệt cho em trong lúc đấy. Món quà trong lúc đấy. Một lời hứa thôi. Rồi, lời hứa này tuyệt vời lắm rồi nào. Thôi một cái nào. Em cảm ơn anh chị rất nhiều luôn. Một lần nữa thì anh xin thay mặt chương trình này cảm ơn hai em đã đến đây tham dự ha. Và xin chúc cho hai em luôn luôn giữ ngọn lửa yêu thương, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ như thế này. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Mình chăm con nhỏ thì mình thường xuyên là mình nằm, mình cho con bú, mình ngủ quên nữa. Xong cái bỏ ông này nằm một bên, xong cái buồn, tức, không biết làm cái gì. Cái bắt đầu anh thấy cái niệm của mình á, lấy cái chân nè, rẹt. Giống như là để cho mình biết là đang bức xúc, đang bực bội đó. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục cho một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, cái màu hồng nó ngọt ngào, quá trời đẹp. Chào hai em. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mai Tiền, năm nay em 32 tuổi. Thì hiện tại thì em có một công ty riêng chuyên về phân phối những dòng sản phẩm về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, và chào quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là anh Toàn, hiện là cùng tuổi với vợ là 32 tuổi. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Tụi em là ở thành phố hay là ở đâu, ở tỉnh? Thành phố Cần Thơ ạ. Bây giờ đó, chia sẻ cho anh biết coi là hai em lần đầu tiên tình yêu nảy nở như sao? Hai vợ chồng em thì có một người bạn chung, nhưng mà chơi cũng rất là lâu rồi. Tuy nhiên là hai cái nhóm bạn khác nhau hoàn toàn luôn. Thì cái thời điểm mà em vừa mới chia tay bạn trai tầm khoảng vài tháng thôi, thì gặp lại cái anh đó, thì anh bạn đó mới rủ đi uống cà phê. Lúc đó là mới gặp anh này. Mà cái ấn tượng đầu tiên em gặp chồng của em thì em cảm thấy là ông này làm cái gì mà cái mặt chảnh chảnh, thấy ghét. Xong rồi cái thái độ nghênh ngang lắm kìa, em nhìn em thấy khó chịu lắm. Thì mình cũng xã giao mà, mình chào rồi thôi, mình nói chuyện với lại mấy anh em kia. Xong rồi mấy anh em rủ nhau đi ăn. Thì lúc đó là cái ấn tượng, lúc này là ấn tượng xấu về nhau rồi. Anh có kể nghĩa tiếp là đi. Đầu tiên là không ưa nhau. Không ưa. Còn em sao? Dạ, lúc mà đi ăn thì hai vợ chồng em đi ăn chung với cái anh bạn giới thiệu đó. Em là cực kỳ ghét mà ăn, mà mình nhìn vô món đó đi, mình muốn ăn cái gì mình gắp một cái rồi xong. Không có bươi, với lại mà dùng cái trong cái nồi lẩu thì nó là có cái em như cái gà, giá. Bươi.
trong lò đó nó có cái giá nhưng mà sọc cái muỗng như giống là đúng ngay chỗ em ghét nó. Trời, cái bà này thiệt, cỡ nào nào cỡ thôi luôn đi, đi lần này đi ăn cái rồi thôi. Tại lỡ ăn rồi xong rồi về rồi xong rồi làm sao mà gặp nhau được ta? Sau cái lần đó là em mới chuyển công tác qua bên một công ty bảo hiểm Phi Nhân Thọ, thì em mới liệt kê hết toàn bộ danh sách bạn bè em coi là ai đang làm ở bên lĩnh vực ngân hàng để em đưa vào. Xong cái em lướt lướt Facebook, em thấy anh này à đây nè quen quen, làm bộ nhắn tin kết bạn Facebook. Chủ yếu mục đích của mình là để mình moi thông tin, mình hỏi coi ở trong đó là người ta như thế nào về chiết khấu, về hoa hồng này nọ các kiểu, để mà mình đi cho nó dễ. Tóm lại là mục đích là lợi dụng đó. Mục đích là lợi dụng. Thì em mới hẹn anh này ra một buổi, hôm nào là anh em mình uống cà phê một buổi để em gặp em trao đổi công việc. Thì cái anh này á thì nghĩ là à chắc nhỏ này nó thích mình. Nghĩ như vậy thiệt. Nói là thôi bây giờ em ở đâu anh qua anh rước em uống cà phê. Thì em là người mới quen, không bao giờ mà em cho người lạ hay là bạn bè gì mà qua để biết nhà của em hết. Tại vì lúc đó là em đã có nhà riêng rồi. Sẵn anh này thì ở ngay trung tâm thành phố, em mới nói là bây giờ anh cho em địa chỉ nhà đi, thì em chạy ngang qua rồi em ghé em rước luôn cho nó tiện. Đó, mặc định trong đầu lại nói là mình thích ổng nữa. Nhưng mà em thì sao, em gặp một đôi lần thì em thấy cô này sao? Giống như là muốn chiếm đoạt hả chị? Tại vì đi chơi xong rồi đưa về nhà, giống như là cái hành động của người đàn ông vậy. Giống như một cái người đang nói... theo mình nữa. Đi săn á. Đi săn. Săn mồi á. Lúc đó ông không có hiểu cái mục đích của mình. Dạ không hiểu anh. Nhưng mà rồi sao, rồi đến lúc nào thì em cảm thấy là cái cô này mà... Dạ tới lúc nói chung mưa dầm thấm đất á chị. Em nhớ trên cầu Quang Trung mà trời lạnh lắm. Tự nhiên lấy cái áo mưa chùm em. Tức là lấy cái áo mưa chùm em hay là chùm phía trước thay vì cái áo gió mà chùm cái áo mưa. Nói chung là những cái hành động nhỏ nhỏ nhưng mà nó ấn tượng. Tức là cái áo mưa chùm cho em chứ không có chùm cho cổ. Dạ cổ ngọc ngoài sao chùm em là. Tức là như vậy là chị đang trên đường về thì mưa bắt đầu là mưa phới rồi. Em lấy cái áo mưa em cứ choàng ở phía trước, em che cái bụng, cái áo, cái ngực của anh này lại. Nhưng mà cái lúc đó em nói thiệt đi, lúc đó là em đã để ý anh này chưa hay là vẫn còn lợi dụng không? Lúc này thì nói chung là cũng có ấn tượng là tốt chút xíu rồi, tại vì cũng đi uống cà phê thêm vài lần thì cũng có nói về cái đời tư của nhau. Cũng nói là anh cũng đang mới vừa chia tay bạn gái cũng vài tháng, thì bây giờ anh độc thân em cũng độc thân, thì cũng đang là chuẩn bị là mở lòng để cho cơ hội hai đứa tìm hiểu. Lúc đó đã thích nhau thích rồi. Thích rồi. Trời, em hỏi cũng bằng thừa, chị nói em nghe. Cái người phụ nữ đó, người ta chỉ có cảm tình ta mới làm cái hành động như vậy. Tại vì vậy nè, không á là dừng xe lại trùm áo mưa rồi mạnh anh ấy, còn này là em phải nhớ khi em vòng về là tay em bắt buộc phải ôm. Em hiểu không? Em choàng vậy là tay em phải ôm để vịn. Là đúng rồi. Nó rớt áo mưa làm sao? Vịn rồi thì chuyện gì xảy ra? Vịn thì phải ngồi là đụng nhau thôi, va chạm. Rồi chưa tính cái chuyện đi xe thắng đồ dầm tới dầm lui. Mà lên cầu nữa. Em phát hiện ra điều gì nói chị nghe. Thấy ok quá hả? Tại sao ok vậy? Dạ. Thấy nó cấn chị. Thấy nhưng mà cấn nó là cái gì? Dân đàn ông hay nói là cái gì là điện nước đầy đủ đúng không? Dạ đúng. Và bây giờ nè, kể từ ngày choàng tay qua đó. Đưa cái áo mưa nè, cho ông mặc. Là chính thức là lúc nào tụi em yêu nhau? Đúng. Bao lâu? Cách đó cũng khoảng thêm cũng khoảng nửa tháng nữa anh chị. Tại vì cũng ngay dịp 1 tháng 6. Sao lựa ngay cho cái ngày quốc tế thiếu nhi vậy? Dạ, em thấy nó cũng dễ thương. Tại vì quen nhau lần thời điểm đó là em thật sự là cũng hai vợ chồng rất là khờ. Đêm động phòng còn ấn tượng hơn nữa chị. Sao? Cái đêm động phòng á, tại vì theo cái phong tục tập quán của người xưa là phải ở bên nhà chồng 3 ngày mới được về nhà mình ở. Đó. Thì cái đêm đó là sau khi mà đãi tiệc xong thì hai vợ chồng em là vòng vàng khẩu trang, thì lúc đó chưa có xe hơi đâu, đi xe máy thôi, là em gom vào trong một cái túi, em quăng ở trong cái cốp xe đi chơi, đi bứt chơi. Đi xong hai vợ chồng say xỉn quá, cuối cùng tới thời điểm tầm khoảng 2 giờ sáng mới về. Ông này xỉn quá mở cửa ra dẫn xe vô cái út. Xong em lững thững đi sau, quay xe qua xe lại, thấy khóa cửa mất tiêu, đi lên ngủ luôn. Bỏ em ở ngoài. Xong rồi em nằm dài ở cái băng đá mà ở đối diện nhà. Không, lúc đó thì em chưa xỉn, nhưng mà có cái là em không có liên lạc được ai hết, điện thoại hết pin. Xong em nằm dài như vậy, em đợi, em nói trời ơi trời, cái ông này, cái đêm tân hôn mà mình nằm ở ngoài, mình nằm xẻ lai mà mình ôm cái túi vàng, mình ôm cái túi vàng cưới, mà mình nằm dài ở trên đó mình đợi, không biết chừng nào ông mới tỉnh, ông mới ra, ông rước mình vô. Xong rồi ông này ngủ tầm khoảng tiếng đồng hồ, chắc là mò tới mò lui không thấy vợ đâu. Mới điện thoại, em nói anh bóc điện thoại điện cho mười mấy hai chục người bạn, anh ơi vợ em đâu rồi, chị ơi vợ em đâu rồi. Lúc đó là em sao bị quản á, quéo rồi, hơi bị quản, mình nói trời ơi chết bà rồi, vợ tôi có chồng mất bao nhiêu mất nữa, em sợ em vợ em có chuyện đang ôm vàng nữa nên em sợ lắm, rồi em đi ra nói chung cho em đúng không. Rồi lúc đó em sao?
không chữa mày tào lao quá trời. Lúc đó là em nói là em không có nói là em giận thì em muốn ôm đồ em bỏ về luôn á. Không có một cái người chồng nào mà có thể nào đối xử với là một cái người vợ mới cưới mà như vậy hả? Quá dữ luôn, đám cưới ấn tượng ha. Nhưng mà dạ, hỏi nè, trước khi đám cưới đó, trong cái khoảng thời gian mà yêu thương cho đến khi đám cưới đó, thì nó có trục trặc, nó có bất trắc gì, nó biến cố gì xảy ra không? Nhiều lắm. Trước khi mà em mới bắt đầu quen á, là em phải xử lý rất là nhiều. Nhiều rất là không? Nhiều những cái mối quan hệ ngoài luồng. Ví dụ trước khi quen em, cái trường hợp nào mà đặc biệt nhất đâu em kể nghe. Trường hợp đặc biệt nhất là có một bé đó, em cũng không biết là bé đó ở đâu nữa. Thì bé này em cũng chắc đó là chắc cũng trẻ, kiểu tin tin. Ông này thì cái kiểu tin tin ngọt ngọt khoái lắm. Nhắn tin, biết là ông xã em quen em rồi thì bắt đầu nhắn tin, điện thoại, chửi bới. Rồi những cái người yêu cũ cũng vậy luôn. Ủa là nhắn cho em phớt lờ luôn á. Là nhắn cho em á. Nhắn cho em luôn á. Với lại là cũng có một số người nhiều khi là thích cái anh này. Đó, cho nên là họ hay làm, họ chơi những cái trò như vậy thôi. Thì mình thấy cái con nít quá. Khi quan trọng là cái thời điểm vợ chồng em bắt đầu quen nhau là có rất là nhiều người mà giống như nhiều tin nhắn lắm anh. Rất là nhiều luôn mà em không biết là ai luôn. Chồng em đào hoa lắm. Tới lúc mà hai vợ chồng em quen là hoàn toàn là giống như là hai người đã có kinh nghiệm hết rồi. Nên là không có, rất là suôn sẻ. Rồi tính cách của hai vợ chồng em cũng không hợp luôn. Quen nhau tầm khoảng là 4-5 tháng thôi là hình như là hai đứa em muốn chia tay là chắc có 10 lần có. Quen ít mà quen... Tức là cái tính của cái tính của anh này là anh này là thích kiểm soát người khác. Ví dụ như bạn gái là ăn uống như thế nào, nhắn tin như thế nào, rồi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, cũng phải giải thích. Nó thì em thì cái tính người của em thì em không thích vậy. Đó, cho nên là mình cảm thấy nó bị khó chịu, chưa gì hết mình mới là người yêu thôi mà kiểm soát mình tới cái mức độ đó. Rồi ghen tuông, rồi ôi đủ thứ hết. Thôi chút nữa đến cái phần tật xấu mình khui đó. Nè, đâu bây giờ được luôn rồi nè. Vô luôn nè. Bây giờ nếu vậy thì sau khi lấy nhau rồi là còn cái tật đó không? Em kể luôn cái tật xấu luôn. Sau khi lấy nhau rồi á, lúc mà sinh con xong thì mới bắt đầu phát hiện tật nhiều. Thứ nhất là ổng hay cà khịa với con lắm. Ổng hay cái kiểu giống như là hai vợ chồng mới cưới mà thường ngủ là phải ôm ấp nhau, thì khi mà tự nhiên đùng một cái có một cái thành viên khác xuất hiện, nó chen ngang, nó nằm ở giữa. Mình chăm con nhỏ thì mình thường xuyên là mình nằm, mình cho con bú, mình ngủ quên nữa. Xong cái bỏ ông này nằm một bên, xong cái buồn tức không biết làm gì, cái bắt đầu anh thấy cái niệm của mình á, chà lấy cái chân nè, chà rẹt, giống như là để cho mình biết là đang bức xúc, đang bực bội đó. Mà tại sao con ngủ rồi mà lại không qua ôm ổng? Ghen với thằng nhỏ. Ghen tới thời điểm bây giờ vẫn ghen như vậy. Con mấy tuổi rồi chị? Con em cũng được gần 4 tuổi rồi chị. Trời ơi, con trai gái? Dạ bé trai. Thôi ổng càng ghen nữa. Ở nhà thì vợ chồng em có cái nickname của toàn gia đình là Toàn Tiền Đô. Toàn, thằng nhỏ tên là Tiền Đô đúng không? Nhỏ tên là Đô, em Tiền, em là Tiền. Nhà Toàn Tiền Đô. Toàn Tiền Đô. Hình đứa nhỏ tên là Toàn Tiền Đô La. Vậy em đang kiếm là La. Đúng không? Thêm cái tật xấu gì nữa không? Cái tật xấu của chồng em nữa là rất là thích nhậu. Anh thường xuyên á là ví dụ như những cái công việc nhà hoặc là hư cái này cái kia mà em phải nhắc nhở nhiều lần anh mới làm. Nhưng mà bạn yêu cầu bạn gọi nhậu là ở đâu cũng ba chân bốn cẳng chạy. Ham vui lắm. Như vậy thì trong tất cả những cái tật xấu đó của chồng, em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì nhất? Em mong mỏi cái vấn đề chồng em thay đổi nhất á là khi mà rảnh thì hỗ trợ em cái vấn đề công việc là cái thứ nhất, cho thật sự là nó chuyên tâm. Rồi cái thứ hai nữa là em muốn là chồng cũng hạn chế bia rượu nhậu nhẹt chơi bời. Cái thứ ba nữa là em muốn chồng em thay đổi là thay vì cái thời gian mà chơi với bạn bè nhiều thì em muốn là chồng em học thêm những cái kỹ năng để mà dạy trẻ. Tại vì thường là cái độ tuổi mà trẻ lên 3 trở lên đó là bắt đầu là nó biết cách là nó tìm hiểu, nó khám phá rồi. Và nó thường hay cãi lại lắm, nó hay bướng lắm. Thì cái đó thì vợ chồng phải đồng lòng và phải tìm ra những cái cách phù hợp phải xử lý. Rồi tới em đó. Vừa nói tật xấu và vừa nói luôn mong muốn thay đổi luôn đi. Vợ em thì cái tật xấu của vợ em không thích là em chỉ là lời ăn tiếng nói thôi. Nếu mà một vấn đề mà dù cho vợ đúng nhưng mà vợ nói cọc cằn là chồng cũng không nghe nữa. Nên là có một vấn đề là vợ cần hoàn thiện chỉ là lời ăn tiếng nói thôi. Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước khi mà có vợ là em đã quen với những cái người bạn gái trước là chăm sóc cho em rất là tận tình á, thì rất chu đáo. Nhưng mà còn vợ em á, nhiều khi em đi chơi tới sáng cũng không gọi. Cái đó thì em rất là bất ngờ. Nói sao mà những người con gái khác đều có mà vợ tôi không có. Vợ em có một cái là không có ghen, nhưng mà những cái hành động không ghen nó làm cho người khác sợ. Tại vì những cái người bạn gái trước của em rất là ghen em, ghen cực kỳ luôn. Em đi đâu cũng là ghen lắm. Nhưng mà vợ em là em đi tới múc chỉ cũng không ghen gì hết, cũng không gọi gì hết. Nhưng mà những cái gì làm cho em đặt dấu chấm hỏi. Nhưng mà bây giờ ngược lại này, chị hỏi em, tức là em đi nhậu mà vợ em gọi em hoài luôn, thì em có khó chịu không? Dạ khó. Thì bởi vì chính vì đó là em thấy nó lạ đặc biệt.
Dạ, nhưng chính mà em thích việc đó hay là em không muốn việc đó? À, nói chung là em thật sự là người đàn ông không ai thích cái chuyện mà giống như là đi mà gọi hoài hoài hết á. Nhưng mà không gọi thì lại thiếu. Thực ra chị thấy như vậy nè em. Tụi em lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm tức là thằng bé 4 tuổi đúng không? 5 năm trời thì cái thời gian nó cũng không phải là dài mà nó cũng không phải là ngắn. À, nhưng mà cái cách mà của vợ chồng em á, tức là của vợ em xử sự á, nó giống như là của một cái người phụ nữ mà đã sống với người chồng đó khoảng là chục năm hơn. Yeah. Thực ra mà nói á, đến một lúc nào đó vợ chồng phải đạt được cái ngưỡng là thực sự tin tưởng nhau, tôn trọng nhau về mọi phương diện thì mới sống được. Vấn đề thứ hai nữa là trong đầu em, nếu em còn cái suy nghĩ là tại sao so sánh giữa vợ em với những người bạn gái trước của em, là em phải bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Không bao giờ so sánh. Vợ là chỉ có một thôi. Còn người yêu có thể là 5-7 cô cùng một lúc, nhưng vợ là chỉ có một thôi. Yeah. Em chỉ có thể so sánh người yêu này với người yêu kia thôi, chứ không được quyền lấy những người yêu đó so sánh với vợ của mình. Cái đó là cái kinh nghiệm. Tại vì sao trong đầu em vẫn còn suy nghĩ đó, thành em bị khó chịu về những cái chuyện đó. Yeah, đúng rồi. Em phải nghĩ là cuộc sống của em bây giờ đang rất là thoải mái, kinh tế ổn định nè, con vợ giỏi giang nè, đúng không? Thằng con trai ngon lành nè, đúng không? Mà mình đi đâu, mình làm gì mà rất là thoải mái. Nếu vợ em không nhắc em phải tự điều chỉnh. Chứ đừng có để là tại bà không kêu mình đi luôn, không có. Mình bây giờ là người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình rồi. Mình phải biết cái giới hạn giờ giấc để làm chi. Hồi nãy vợ em có nói đó, dành cái thời gian với bạn bè, dành lại một chút để mà lo cho vợ, lo cho con. Đặc biệt là lo cho thằng con. Thằng con trai nó cần cha dữ lắm ạ. Anh nói chung là chúc mừng hai vợ chồng em. Đó. Dạ, hai chồng thành đạt nè. Rất thành đạt nè. Chúc mừng toàn nè, cái tiền đô. Đây nè, chúc cho năm sau có con bé La La nó xuất hiện. Không, ngoài La La là phải ngưng rượu nha. Dạ đúng rồi. Bớt rượu lại, về nhà ăn nhất. Cơm với vợ. Năm sau La La xuất hiện. Đó. Cảm ơn anh chị. Xin cảm ơn hai em.